Ủa anh ơi, anh thấy cái tập hồ sơ của em đâu không? À, anh để trên bàn á. Ủa em, bên trung tâm ngoại ngữ mở cửa trở lại à? Em đi làm à? Chưa, em đi gặp khách hàng, là chị người quen của chị Liên hàng xóm á. Ủa, sao không nghỉ công việc này để tập trung làm công việc ở trung tâm? Để em suy nghĩ lại đã. Em không tính làm công việc ở trung tâm nữa hả? Em nói với anh là công việc này chỉ tạm thời thôi mà. À, thì hồi tháng 5 vừa rồi do có dịch cho nên em mới muốn kiếm công việc làm tạm. Bây giờ làm quen rồi, em thấy em muốn làm công việc này á. Anh thấy công việc này không ổn định chút nào hết á. Bữa nay vậy, mai khác, rồi mốt lại khác nữa. Anh thấy làm công việc ở trung tâm hay quá trời, bon đúng giờ cái về nhà, đúng không? Sao lại không ổn định? Công việc nào cũng như công việc nào thôi. Mà anh không thấy á, là nhờ công việc này á, hồi đợt vừa rồi em vừa có việc làm vừa có thêm thu nhập à. Nên là công việc rất là có ý nghĩa. Quan trọng ở đây á là anh không muốn em đi lại lung tung. Em phải lo lắng cho sức khỏe của mình nữa chứ. Công việc ý nghĩa gì? Anh thấy công việc nào cũng vậy hết á. Anh tìm hiểu kỹ về công việc của em đi. Khi nào mà anh hiểu rồi thì vợ chồng nói chuyện tiếp. Bây giờ em không có ý định đổi công việc khác đâu. Còn nhiều người cần em lắm. Em à, anh cũng cần em vậy. Kỳ quá à, nói chuyện cũng liên quan hết trơn. Thôi em đi làm nha. Thôi ăn sáng anh xong rồi đi. Em trễ giờ, gói lại cho em đi. Gói là nhớ ăn nghe chưa. Em rồi tối nay mấy giờ em về vậy? Em chưa biết nữa. Có gì tối em gọi anh nha. Chắc ra giùm em đi. Có gì điện thoại cho anh liền á. Em biết rồi. Em đi nha. Em chạy xe cẩn thận, có gì điện thoại liền nha. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con. Trẻ con là mày trẻ con, trong xóm này mày trẻ con nhất luôn á Phong. Ôi sáng sớm mà tự nhiên bạn quạo vậy bạn. Nhìn trạng thái này biết chắc chắn là mới bị vợ chửi đúng không? Xin lỗi mày nha, hồi đó giờ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Có mày á, mày ở nhà bị má Lan mày chửi suốt tao nghe nè. Ê nói nghe nè, đừng nhắc tới vợ con tao nữa được không? Hai chuyện hai thằng đàn ông với nhau mà. Nói chuyện đàng hoàng đi, vui vẻ không quạo nha. Rồi bỏ chuyện cọc cằn đi. Vụ gì? Hỏi câu nghiêm túc nha. Mày thấy tao còn đẹp trai không? Đây là một câu hỏi nghiêm túc hả? Rất nghiêm túc mày, bây giờ mày nhìn đi. Tao còn đẹp trai không hay là... À, thật sự thì sáng sớm mày hỏi câu hỏi khó quá, để tao ráng. Mày nhìn trên gương mặt tao nè, mà đừng có nhìn ở dưới. Gương mặt tao nè, có cái gì điểm gì đập vô mặt mày hay bộ phận gì hấp dẫn mày không? Nói thiệt với bạn, nếu mà tôi đặt vị trí của tôi vào một người phụ nữ 50 tuổi vẫn còn độc thân thì bạn là dạng tứ quý đó bạn. Mày nói chuyện phong long quá, dung duyên quá. Ủa làm sao, sao tự nhiên mày hỏi tao khó vậy? Vụ gì? Thì có tâm sự. Có tâm sự hả? Vụ gì? Vợ tao á, nó không nghe lời tao nữa. Căng vậy? Vậy là vợ mày không nghe lời mày nữa. Vợ mày không còn hứng thú với những câu chuyện thần kỳ, những câu chuyện lạ về những công trình xây dựng của mày nữa hả? Mày đừng có đùa giỡn được không? Dạ. Ý tao đây là tao có cảm giác như là vợ tao cũng không cần tao nữa. Vợ mày không cần mày nữa. Và mày nghĩ rằng do mày hết đẹp trai nên vợ mày không cần mày hả? Đạt ơi, tao tưởng chuyện gì luôn á. Mày bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Tao nói mày nghe nè, một người phụ nữ khi họ yêu mày vì mày đẹp trai có nghĩa là họ nghĩ mày ngu. Mày thấy vợ tao không? Không bao giờ khen tao đẹp trai. Tại vì mày xấu quá. Sai. Là vì vợ tao biết tao là một người đàn ông chỉnh chu, biết thương vợ, thương con và thờ phụng ông bà. Mày làm như có một mình mày biết thương vợ, thương con, mày thương bằng tao không? Ý tao đây là tao thương vợ, tao không muốn vợ tao phải đi ra đường, phải gặp gỡ tùm lum tà la. Thôi tới đây tôi hiểu rồi bạn. Ôm bạn cái. Tôi tìm thấy bạn trong tôi. Tôi đồng cảm với những điều của bạn nghĩ. Hiện giờ bạn đang cảm thấy bị bất lực. Bạn đang khó chịu trong người lắm đúng không? Thì đó!
Nhưng bạn ơi, đàn ông ghen ít ít thôi bạn. Mình ghen ít đó là cái gia vị của tình yêu. Còn bạn ghen nhiều quá, nó sẽ trở nên nhỏ nhen ích kỷ, nó phá vỡ hạnh phúc gia đình. Mày nói cái gì vậy? Ghen tuông gì đây? Tao chưa bao giờ biết ghen, không có chuyện ghen gì đây hết. Bạn mới nói với tôi là bạn không thích vợ bạn ra ngoài gặp người này người nọ, gặp tùm lum tùm la đúng không? Không phải, mày không hiểu tao. Ý tao là tao không muốn vợ tao phải đi ra ngoài đường làm việc cực khổ, rồi gặp tùm lum tùm la nguy hiểm, rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Bạn à, mình đang sống ở thời điểm nào? Mình đang sống chung với dịch bạn, bây giờ bạn không làm lấy gì mà ăn, đúng không? Vợ bạn muốn san sẻ với bạn thôi. Bạn có thể ăn mì gói, vợ bạn có thể ăn mì gói, nhưng con bạn phải ăn mì spaghetti. Mày hiểu không? Mày mới không hiểu á. Bây giờ nè, sao không chịu đợi đi, để trung tâm dạy ngoại ngữ người ta mở lại thì mình đi dạy lại bình thường. Trong khi đó tao ở đây nè, tao ở đây mặc dù công trình không có chạy nhưng thiết kế vẫn chạy, tao vẫn có thể lo lắng được cho vợ tao hết tất cả. Lo lắng cho vợ tao một dĩa mì spaghetti, thậm chí thêm sốt cà chua và mì vịt bò nữa. Vậy tính ra là bạn vẫn còn có điều kiện, vẫn còn điều kiện kinh tế để lo cho gia đình hả? Vậy là bạn hơn tôi rồi. Nói thiệt với bạn là tôi đuối quá bạn. Bạn biết không, tôi làm mấy cái clip nấu ăn á, up lên trên đó, tôi kiếm một cái clip 100 mấy ngàn view khó quá bạn ơi, nghĩ muốn nát não luôn. Mày khó cái gì, mày khó bằng tao không? Tao tìm đủ mọi cách để nói cho vợ tao hiểu, mà tao nói một hồi là cổ bực mình. Cổ nói là tao không hiểu cổ, trong khi đó cổ không hiểu tao thì có. Tao lo cho cổ tao mới tính như vậy thôi. Mày hiểu không? Tôi hiểu hết những gì bạn nói. Nhưng bạn làm ơn đi, phụ nữ họ như thế này nè bạn, họ rất đơn giản. Một khi họ không muốn nói ra có nghĩa là họ muốn bạn tự hiểu. Nhưng một khi bạn bắt họ mở miệng nói ra điều họ đang suy nghĩ, họ mà nói ra chắc chắn bạn cũng không hiểu. Ủa là mày đang nói gì tao cũng không hiểu? Bây giờ vậy nè, phụ nữ họ rất hay giữ những chuyện trong lòng, bạn phải tìm hiểu. Còn đứng đây mà đón già đón non nó không có ra vấn đề. Trời ơi, thì bây giờ tao phải làm sao? Lắng nghe, làm ơn đi. Bây giờ mày phải tìm hiểu cái công việc vợ mày đang làm là gì. Có thể trong mắt mày công việc đó nó không là gì hết, nhưng đối với vợ mày nó là một công việc đầy ý nghĩa thì sao? Luôn luôn lắng nghe. Còn mà nghe không được thì leo tai nghe vô, đeo máy trợ thính vô, hiểu không? Ê, vợ tao nhập mày hả? Sao mày nói chuyện giống như vợ tao vậy? Ủa, vợ mày cũng nói vậy hả? Trời ơi trời, thôi được rồi được rồi, tao tiếp thu ý kiến mày, được rồi, để tao từ từ tao tìm hiểu rồi tao lắng nghe tao thấu hiểu. À, sẵn đây cũng là dịp kỷ niệm ngày cưới của hai tao. Ủa? Tao sẽ làm cái món gì đó ngon ngon để mà khắc phục được chuyện gì khắc phục. Rất may mắn bạn có tôi là bạn. Tôi nói bạn nghe, mấy hôm nay tôi có hướng dẫn nấu ăn ở trên mạng đó, rảnh rảnh lên coi, nếu bí ý tưởng lên coi sẽ có ý tưởng nấu một món thật ý nghĩa trong ngày cưới của hai vợ chồng. Lúc này tôi mới nhờ nè, mày hãy cho tao một cái thực đơn thí dụ đi. Mày nghĩ sao nếu trong ngày cưới, một cái ngày rất là happy như vậy, bạn tặng cổ một cái bánh kem? Bánh kem là phải có bánh kem chứ. Nhưng ở trong nhưng nó sẽ là xá xíu thịt bằm, thêm ít mỡ hành, tuyệt vời chưa? Ê, mày để món này cho má Lan mày ăn đi. Mày khùng quá mày ơi. Không ngon thiệt á? Mày điên hả? Ê, mày sẽ phải hối hận. Tao nói cho mày nghe nè, cái món đó tao up được 1 tuần rồi, bây giờ là 12 view rồi đó. Nhóc con, ủa tính hả? Chị tưởng em đi khách hàng rồi. Dạ, tại vì nhà của khách hàng ở gần văn phòng mình cho nên em chạy qua lấy tài liệu luôn. À, ráng giữ an toàn với khách hàng và em nha. Dạ chị. Nè, chút nữa em gửi cái này cho khách hàng. Đây là quà của công ty. Dạ. Còn cái này là gì vậy chị? Cái này hả? Cái này là quà đặc biệt em đi AT. Đến đây cho em xem. Dạ. Quà này đẹp lắm nghe em. Wow. Nè, này là thơ chúc mừng của giám đốc. Dạ. Wow. Và đồng thời sẽ có cuốn sổ này có tên em và em này luôn nha. Đây là danh thiếp và hộp đựng danh thiếp. Dạ, đẹp quá à. Ai mà nhận được phần quà này chắc là sung sướng với vinh hạnh lắm luôn á chị. Còn gì nữa. Vậy chị nhận thấy là với năng lực của em trong thời gian qua thì ráng phát huy. Chị bảo đảm với em quà này sẽ đến với em. Chị rất là vui khi em luôn nỗ lực và cố gắng ha. Tại vì em cũng biết đó, công việc của chúng ta đầy thử thách luôn.
viện ngoài kia nhiều người chưa nhận ra được cái giá trị của bảo hiểm đó, và chính vì vậy chúng ta phải xả thân với em, phải xả thân để giúp cho khách hàng hiểu được họ cần bảo vệ không phải bản thân họ mà cả gia đình họ nữa, nhất là trước cái sự đe dọa của dịch COVID này. Dạ em nha. Do đó cho nên chúng ta phải làm sao cho mọi người hiểu được cái sự bảo vệ là thiết yếu, cần thiết. Và có một điều quan trọng nữa là chúng ta là bác sĩ tài chánh nha em. Em biết tại sao là bác sĩ tài chánh không ạ? Bác sĩ thường thì họ hy sinh tính mạng của họ để cứu bệnh nhân. Còn chúng ta là cứu cả gia đình luôn. Nếu như người mà ra đi đó là người trụ cột. Thành ra do đó thì chị khuyên em là hãy làm mọi cách, luôn kiên trì và nhẫn nại nha em, vượt qua khó khăn để làm sao cuối cùng giúp cho khách hàng là họ nhận ra được họ cần sự bảo vệ. Và chị bảo đảm với em luôn, với cái sự chân thành của em, khách hàng sẽ nhận biết. Em cảm ơn chị nhiều nha. Thật ra thì em cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ bỏ việc khi mà mới bắt đầu. Nhưng mà cũng may là nhờ có chị động viên em, tiếp thêm năng lượng cho em thì em mới có thể tiếp tục được công việc này. Nhiều khi thấy người ta không có hiểu mình á, cũng hơi buồn. Nhưng mà quan trọng là mình hiểu được công việc này có ý nghĩa như thế nào và mình hạnh phúc với nó là được. Trời ơi, đây đúng là một MDRT tiêu biểu, em gái xuất sắc. Dạ, người gắn kết yêu thương team chị Diệp mà. Đúng rồi, cố lên. Dạ, nha. Em sẽ cố gắng. Bây giờ em xin phép đi vào bên nhà của chị khách hàng nha. À, rồi dạ. Em đi nha. Em chào chị. Ngồi đi anh. Dạ. Em có món quà gửi tặng cho chị nè. Chị cảm ơn nhá. Mất công em quá. Cái gì đâu chị, em chạy dù cái là tới à. Mà chị đi làm lại chưa? Chị chưa. Chị đang tính là phải xin làm thêm ở nhà đây này. Giờ con học online mà em, thì có đi đâu được đâu. Trẻ con mà học online á là phụ huynh lo lắng nhất luôn. Công việc của chị từ dịch tới giờ ổn không? Lương thì bị cắt giảm một phần, mà cũng may á là chị còn có tiết kiệm đấy. Nên là lắm lúc còn xoay sở được. Nhưng mà giờ tự nhiên chị thấy lo thằng bé quá. Lỡ mà chị có bị làm sao thì không biết nói như thế nào. Bé Khánh nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Cháu 7 tuổi rồi cô ạ. Giờ là đang học lớp 2 rồi đấy. Khổ. Từ hôm nghỉ ở nhà là trong mặt cứ buồn hiu ra. Trẻ con mà em, nó không được đến trường, đâu có được gặp bạn bè với cô giáo đâu, đúng không? Nên là nhớ lắm. Mà học online ở nhà thì lại còn có quá là nhiều điều bất cập á, chị lại càng lo. Vậy sắp tới chị có dự tính gì chưa? Dự tính à? Nói thật với em á, là chị thì không thiếu thốn gì, chị vẫn lo được cho con mình. Nhưng mà qua cái thời điểm này này, mới thấy đúng là mình không biết trước được cái gì xảy ra ấy. Nên là chị nghĩ mình càng phải chuẩn bị nhiều thứ thì sẽ tốt hơn cho con, đúng không? Chị tính chắc là sắp tới á, chị sẽ phải cho Khánh về ở với ông bà ngoại một thời gian. Còn chị ở đây tranh thủ để làm thêm một cái gì đó để tích trữ cho con em ạ. Nhưng mà như vậy là Khánh sẽ không được gặp chị nè, rồi bạn bè thầy cô một thời gian đó. Ôi lo gì đâu em, trẻ con mà, nó thích nghi nhanh lắm. Bây giờ có khi á, nghe là được về quê bay nhảy, nó còn thích hơn ở đây ấy. Hay là chị thử hỏi coi là Khánh suy nghĩ như thế nào đi. Hỏi gì, mình người lớn thì mình tính cho con, chứ nó bé như thế biết tính gì đâu. Em nghĩ là mình cứ nên hỏi thử đi, nếu như mà con thích á thì con sẽ vui hơn nếu như được mẹ hỏi thăm trước, rồi nếu mà con mà vui vẻ thì mẹ cũng sẽ an tâm, đúng không nè? Khánh ơi. Dạ. Ra đây mẹ hỏi coi con. Dạ cô. Dạ con. Nào ngồi xuống đây. Bây giờ nhá, nếu như mà mẹ cho Khánh về ở với ông bà ngoại một thời gian á, thì con có thích không? Thích chứ. Con rất thích về với chồng ông bà. Con muốn nói bằng với mấy bạn ở sớm. Thế á, dạ. Thế thì mẹ sẽ cho Khánh ở đấy một năm luôn.
Một năm hả? Ừ. Năm có 12 tháng tuần, lâu quá vậy. Ủa, thì mẹ có đi không? Tất nhiên là mẹ phải đi rồi. Mẹ phải ở đấy với Khánh của mẹ chứ. Nhưng mà rồi mẹ cũng sẽ phải tranh thủ để về đây làm việc. Khi nào mà mẹ có thời gian á, mẹ sẽ quay lại đấy để mẹ đón Khánh và thăm ông bà ngoại, được không? Thôi, không được rồi. Tại sao lại không được nhở? Lúc đấy con nói là con thích đá banh cơ mà. Con chỉ thích chơi một chút xíu thôi. Ở dưới con ngủ không có mẹ, con sợ ma. Ôi lo gì, không có mẹ á thì còn có ông bà cơ mà. Bây giờ con thử nghĩ xem nhá. Ở đây này, thứ nhất là trường chưa có mở này, con không được đi học, lại còn không được đá banh nữa. Con có chịu không? Bạn nói mấy bữa nữa là được đi học lại rồi. Nhưng mà ở dưới quê ấy, thì lại còn có rất nhiều bạn. Con không thích à? Con thích nhưng phải có mẹ ở đó cơ. Con chỉ muốn ngủ đó mẹ à. Đây là rất ơn của con mà. Ở dưới ông bà không dạy học online cho con được. Ông bà mắc mờ lắm, không nhìn ở đâu. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Thế con ra chơi tiếp đi nhá. Dạ, không phải có mấy bà con nào con không hiểu đấy, mẹ chỉ con nha. Ok, thế thì để mẹ nói chuyện với cô nhá. Rồi lát mẹ ra mẹ chỉ Khánh nhá. Dạ. Rồi, chào cô. Chào cô. Chào con. Bé Khánh ngoan quá à chị. Con thích nhưng phải con mẹ con đâu cô. Chị thấy chính ra cái lúc này này mới là lúc mà chị cần ở bên con nhất. Lúc trước á thì chị lại cứ nghĩ là mình chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thôi. Ai ngờ. Đúng rồi đó chị. Yêu con á thì mình phải tính toán sao cho hợp lý nhất, cả cho con với bản thân mình nữa. Cũng không phải là không có những giải pháp để giúp mình tích lũy nè, rồi dự phòng cho những rủi ro đâu. Em nói đúng. Giờ yêu là phải tính, phải tính toán làm sao cho những phương án phù hợp nhất, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thế thì em tư vấn cho chị đi. Chị yên tâm, em sẽ tư vấn cho chị một cái giải pháp vừa có thể bảo vệ được tài chính nè, lại còn có thể tích lũy nữa. Chị chỉ cần trích ra một khoản tiền nhỏ có sẵn á, là mình đã có được cái giải pháp bảo vệ này rồi. Để em giải thích cụ thể cho chị nha. Em có soạn sẵn một cái mẫu. Nè, Khánh năm nay 7 tuổi rồi. Cảm ơn em nha. Nhờ có em á mà chị mới tính toán hợp lý ở thời điểm này. Nói thật chứ, lúc trước chị không hiểu rõ về vấn đề này. Chị đâu có mặn mà gì với mấy cái bảo hiểm nhân thọ này đâu, bởi vì chị nghĩ là chị đâu có cần, đúng không? Dạ. Giờ thì chị lại nghĩ khác. Thật sự là mình không mất gì này, lại còn được hơn nữa. Như chị đấy, nuôi con có một mình, lỡ sau này mà có chuyện gì thôi thì lấy tiền đâu ra mà nuôi con. Giờ á, yên tâm hơn bao nhiêu luôn. Cảm ơn nha. Dạ không có gì đâu chị. Thế lát em có rảnh không? Chị mời đi ăn cảm ơn luôn. À, dạ cũng được. Ừ. Khánh ơi, lát qua ăn cơm với con nha. Dạ. À, em có điện thoại. Em xin phép ra nghe điện thoại xíu nha. Alo. Alo, xin lỗi anh nha. Nãy giờ em nói chuyện với khách nên tắt chung điện thoại. Vậy mà anh tưởng em bị gì không chứ? Rồi em xong chưa? Em xong rồi. Nhớ tranh thủ về ăn nghe anh nha. Hôm nay anh chịu khó ăn mình nha. Tại vì chị Hằng rủ em đi ăn rồi đó. Ủa, vậy ngày hôm nay sao? Hôm nay thì sao? Em không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là thứ bảy. Thì tình anh không hiểu nổi em luôn á. Bởi vậy nói em rồi, chuyện này hồi sáng anh muốn nói là em đừng đi đâu lung tung nữa. Mọi chuyện anh lo cho. Thôi mà, em biết rồi. Sắp xếp công việc xong là em về liền, được chưa? Thiệt tình người ta nói đúng mà. Phụ nữ không nói thì thôi, không ai hiểu, mà nói ra lại càng không hiểu hơn nữa. Người ta nào? Anh nói gì vậy? Thằng Phong. Thôi thôi, em lo mấy con chuyện em quan trọng hơn thì cứ lo đi. Anh qua Phong ăn cũng được. Hay là để em nói lại chị Hằng nha. Thôi 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 thôi, khỏi luôn. Em cứ việc ăn với chị Hằng cho xong đi. Vậy thôi nha. Ủa? Nhớ là kêu về nói chuyện chứ đâu phải về kiếm chuyện đâu trời.
Nhưng mà mày thấy rõ ràng là không có quan tâm tao đúng không? Ngày kỷ niệm mà còn như vậy nữa. Bữa hôm sinh nhật tao còn xém quên nữa kìa. Vợ tôi quên còn nhiều ngày quan trọng hơn mà tao không để bụng đi. Đàn ông là phải rộng lượng, đừng có nhỏ nhen. Trời ơi. Rồi kêu tìm hiểu tại sao vợ mày muốn vậy, mày tìm hiểu chưa? Chưa luôn mày ơi. Nãy nói chuyện điện thoại bực mình có cúp máy luôn. Tệ thiệt. Bạn ơi, để mình ví dụ cho bạn dễ hiểu nha. Phụ nữ giống như một củ hành vậy đó. Khi bạn muốn sử dụng củ hành này, bạn phải rửa ráy củ hành này thật sạch sẽ. Sau đó bạn bóc tách từng lớp, từng lớp, từng lớp. Hiểu chưa? Trong quá trình bóc tách này, nhiều khi bạn sẽ cảm nhận được bên trong nó có gì, có này, có kia. Bạn có thể khóc luôn á. Dằn mặt quá nè. Mày giải cái triết lý của mày được không? Mày nói chuyện thực tế chút xíu đi. Đại loại là vậy nè, nói chuyện với phụ nữ làm ơn nhẹ nhàng, dịu dàng, bình tĩnh, vui vẻ không quạo. Nhiều khi mình không cần làm gì, không cần nói gì là nó đã ổn rồi. Hiểu chưa anh trai? Cái gì khác khác vậy? Mùi gì khác khác vậy? Mùi cá khác chứ cái gì? Tao đang chiên cá ở cổng nói chuyện với mày. Quên kênh. Trời, mày chiên cá khác mày bình tĩnh quá vậy, mày không sợ vợ mày la hả? La? Ủa mày nghĩ tình cảm vợ chồng của tụi tao có thể ảnh hưởng như một hai con cá khác? Cá bị khét thì ăn khô, đó mới gọi là tình cảm vợ chồng. Đây cũng là một bài học cho gia đình của mày. Làm ơn, đi về nhà, tìm hiểu củ hành của mình đi anh trai. Bài học này là miễn phí. Hả? Thằng nói chuyện không hiểu gì hết. Nhớ bình tĩnh nha. Đi đâu rồi ta? Cái gì Liên? Ủa? Bay nè. Chuyện gì vậy gì? Vợ bay đâu rồi? À, vợ không đi làm rồi, sao vậy? Dìm đem trái cây qua cho nó nè. Trời ơi, cái gì? Để trả ơn đó đó. Quá trời trái cây mà nhìn trịnh trọng quá, trả ơn vụ gì vậy? Thì đó, nhờ nó tư vấn á, dùm cho gia đình dì mua cái gói bảo hiểm. Còn biết không, mua cái gói bảo hiểm xong, cái thời gian sau ông anh của dì bị tai nạn. À. Tao nổ phải đi phẫu thuật luôn đó. Cũng may là nhờ mua cái gói bảo hiểm nha. Cho nên mọi chi phí của viện phí đó, được trả hết. Đỡ dễ sợ luôn á. Thì đỡ quá gì hay quá chừng. Có khác gì cứu mạng đâu phải không? Đó, từ cái chỗ đó đó thấy hay quá, cho nên dì mới nhờ con Tính đó qua nhà anh Hằng để mà tư vấn. Con biết không, bé Hằng nó giỏi giang lắm, bằng ngặt cái là nuôi con một mình. Đó, cái gói bảo hiểm bảo vệ này nè, nó bảo vệ cả mẹ lẫn con luôn. Vậy thì đúng quá chừng. Quý ở chỗ là mình thấy cái gì tốt là mình giới thiệu cho người ta, con biết không? Đó, phải công nhận nha. Vợ con á, nó vừa siêng năng nè mà lại ăn nói dịu dàng, hỏi cái gì nó cũng chỉ bảo tận tình hết trơn á. Đâu có phải mà ai cũng có tâm làm được cái việc đó đâu, phải không? Mày có phước lắm mới gặp được nó đó. Dạ con cảm ơn dì. Trời ơi, dì quên nữa, dì phải đi về có công chuyện đây. Nói với nó là hôm nào dì gặp tận mặt để cảm ơn nó luôn. Dạ con thay mặt vợ con cảm ơn dì nhiều lắm. Ui, có chút xíu mặn nhầm gì. Dì về nha. Dạ. Sớm vậy. Sao vậy? Bộ không muốn em về sớm với anh hả? Anh còn giận em không? Anh hỏi thiệt, sao về sớm vậy? Chứ giận dỗi gì đấy. Thì em xong việc sớm em về sớm. Mà anh với anh Phong ăn cơm chưa? Hồi nãy anh có qua nhà Phong, Phong còn đang nấu cơm. Nhưng mà thôi, anh đợi em về ăn chung. Không sao. Em xin lỗi anh nha. Thank you.
Thật ra anh mới là người phải xin lỗi em. Anh đã không chịu lắng nghe, không chịu tìm hiểu công việc em như thế nào. Hồi nãy dì Liên qua tặng trái cây, cảm ơn anh quá chừng. Anh muốn biết công việc của em. Không sao đâu. Công việc này á rất là khó để người ta thấy được cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà em quen rồi. Quan trọng là mình hiểu tại sao mình thích làm và mình muốn làm. Mà sáng em giận anh lắm á nha. Làm gì giận anh? Thì nói chuyện với người ta kỳ cục quá. Biết mà có còn yêu người ta hay không. Ê, em nghĩ gì em nói gì vậy? Yêu chứ. Yêu da diết mãnh liệt luôn á. Yêu mới làm vậy. Yêu anh mới tính như vậy. Anh tính như vậy là để cho em đỡ cực hơn. Nhưng mà giờ anh hiểu rồi. Nghĩ sao là vợ anh vui, là anh vui, em làm cái gì anh cũng ủng hộ hết. Dẻo miệng quá vậy. Cảm ơn anh nha ông xã. Cảm ơn gì không biết nữa. Bây giờ nha, kể từ giờ về sau, em làm bất cứ chuyện gì anh cũng ủng hộ em hết. Nhưng mà đừng có làm lơ anh được rồi, tội nghiệp anh lắm. Vậy em lo rồi nào. Hồi sáng này nè, anh hỏi là anh cũng cần em vậy. Sao em trả lời anh là du duyên, tào lao, em trả lời gì kỳ cục vậy? Sáng là do người ta bận mà, người ta gấp đi chứ bộ. Chứ anh đẹp trai gì ai mà không cần. Trời, anh thấy được dễ đẹp trai tìm mẫn của anh luôn hả? Không đẹp trai sao người ta cưới. Trời. Nãy chứ là hôm nay em chọc anh thôi. Chứ làm sao mà em không nhớ ngày quan trọng của mình được. Anh cũng biết mà, làm sao em quên được chứ. Mà thật ra em thích anh á, không phải là bởi vì em đẹp trai nhất đâu. Mà là quan trọng, em rất là tự hào về anh. Em muốn là sau này con cái của mình á, nó cũng sẽ tự hào về ba của nó. Là người vừa giỏi giang lại vừa tốt bụng nữa. Cái gì? Em muốn nói cái gì? Em muốn có con. Cái gì vậy anh? Chuyện nó trước sau cũng phải có mà. Liền bây giờ luôn hả? Khoan, bây giờ anh kể cho em nghe. Hồi sáng giờ anh Phong đánh bày cái gì cho anh vậy? Trời ơi, nó chỉ anh đủ thứ chuyện trên đời, nhiều chuyện lắm luôn á. Mà thằng Phong á, coi thấy nó nói chuyện tào lao, cà rỡn vậy chứ mà nó lanh lợi, nó tinh ý lắm, nó biết lấy lòng vợ của nó. Bởi vậy gia đình nó lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc hết. Wow. Lại nữa, đứng lại coi. Đừng mà. Đừng cái gì mà đừng lại. Tiếng thôi mà. Đừng lại coi. Em bình tĩnh đi. Chạy đâu vậy? Thôi mà. Trời đất, chạy quá trời. Bình tĩnh đi mà. Cô không. Bình tĩnh đi. Em bình tĩnh đi. Cái gì mà phụ anh đi ra coi. Em bình tĩnh đi. Lẹ. Trời. Anh sao vậy hả? Nhờ chỉ có một con cá cũng xong là sao? Tan đạt á, hai vợ chồng nó gây lộn. Mà nó qua nó tâm sự với anh mới ngồi nói chuyện chia sẻ với nó. Giúp cho hai vợ chồng đừng có gây lộn nữa. Em không tin hỏi anh Đạt đi. Đạt, nói tiếng công bằng đi Đạt. Gì vậy anh trai? Gia đình tôi vui vẻ hạnh phúc mà. Đúng không em? Nói chuyện với bạn thì luôn á. Ủa? Trời tối mát mẻ vui vẻ giờ mà tiên nổi còng nổi nóng vậy anh trai? Bây giờ tôi mới nổi nóng nổi còng nè. Bỏ ra đi, ta lỗi cho anh Đạt thôi ta. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì